của em Ngân. Hôm nay là sinh nhật của quán. Mọi anh người rất là đông. Và hình như là ở Huế dành cho Ngân một tình yêu rất là to bự. Cho nên là sớm mong một ngày gần nhất sẽ được gặp lại các bạn ở Huế. Bông của mấy bạn tặng luôn nè. Sinh nhật quán mà mình cũng có bông. Thank you.
của em ngon. Hôm nay là sinh nhật của quán, mọi người rất là đông và hình như là ở Huế dành cho Ngân một tình yêu rất là to bự, cho nên là sớm mong một ngày gần nhất sẽ được gặp lại các bạn ở Huế. Bông của mấy bạn tặng luôn nè, sinh nhật quán mà mình cũng có bông.